anh em đến với kênh stream của Hitchun Game Team nha. Chúc anh em có buổi chủ nhật coi stream thật là vui vẻ anh em nha. Tụi game thôi mà sao nó lâu quá nhà. Game này mà rẻ vậy? 20. Hay gì ta? 250.000 mà rẻ. Giờ mình sẽ đợi trời tối để chuẩn bị. Đấy, đấy, ông đấy, anh em thấy ông chưa? Kìa, con ông kìa. Đây, ông nè. Nguy hiểm quá, trời lẹ, trời lẹ. Hết nước rồi. Anh em nghe em thanh sấm động không ta? Tôi chỉnh cho nó lớn lên xíu nữa, cho nó maximum luôn, cho nó phê nè mà. Đấy, maximum rồi nó mới phê nè. Đây, đây, ok chưa? Bây giờ mình đi múc nước ra nè mày. Mình đi múc nước để mình mình đi múc nước để mình uống. Thì thôi. Em xem có được chất lượng không anh em, để tôi coi thử coi. Em có chất lượng không anh em? Em phải chỉnh lên hay quá. Chỉnh lên hay thử coi. Ok chưa? Ok chưa anh em ơi? Đây đây đây, uống nước bằng mình uống bằng miệng đi. It's no way to cry, but it's better than nothing. Ủa, ơi nó đổi rồi nè anh em. Nó đổi cái này thành cái bình nè. Không thấy bình số 2 chưa? Đẹp ha, đẹp ha. Ok, ok, bây giờ mình sẽ. Ủa nó bị cái gì ta? Sao tôi nhìn nó bị mờ mờ anh em ơi, để tôi tắt cái vi sim cái đã. Tôi nhìn nó thấy hơi bị mờ mờ đó. Cái do tôi nhìn mấy game khác nó giết nó vậy quá anh em. Anh đang xem video livestream của Hitchun Game Team. Anh em nhớ để lại cho mình một like nha, bây giờ mình đi ngủ đi. Rồi sáng mai mình chuẩn bị đồ để mình đi giờ mình chuẩn bị đồ để mình đi chiến với mấy con ong đó. Ong có đom đóm nữa anh em. Có đom đóm đúng rồi, tối là mình phải đi săn đom đóm. Tối là mình săn đi đom đóm mới được. Giờ mình cắt. Lạnh quá trời, nhà nó kêu ở dưới kìa anh em ơi. Ớn ngăn thiệt. Bây giờ quá trời đồ, mình lại đảo đây đi. Hàng này ở dưới nước mà, cung tên nè, rồi sổ giáp nè, thịt nè, nước nè, máu nè. Mấy này đảo đây luôn đi. Hả? Giờ mình lấy vũ khí của mình này. Ta, cây búa cấp 3 nè. Cây rìu nè. Nón này tăng sức đam nè. Tuy nhiên nó có dấu chấm than nè. Bộ đồ này của ông nè nha anh em. Bộ đồ đó là bộ đồ của con ông đây. Bây giờ mình đem theo mấy cái mũi tên gáp ha. Around, lure around. Lure around. Nó đem cung tên thiệt là nhiều để mình mới chơi lại nó được. Mình đem theo giáp bọ để mình có thể chống cự với những cái mà quỷ thú dữ anh em. Anh em xem stream có giật lắc thì anh em nhớ để lại comment để tôi biết là tôi khắc phục nha anh em. Tại vì tôi cực kỳ không thích. Cực kỳ không thích mà tôi team của tôi nó bị lắc. Anh em thấy bình áo mới đẹp không anh em ơi? Trời ơi nhìn thích quá nè. Trời ơi. Nghe thật là thích. Ok. Tôi chơi 4 người lận mà giờ chơi có 1 người một à. Anh em xem thì nhớ để lại comment nha. Giờ mình đi kiếm đom đóm đi anh em ơi. Kiếm đom đóm anh em. Giờ kiếm đom đóm. Sửa cái giáp rồi bia nó. Rồi bia của nó là Super Armor. Super Armor Clo. Thôi mình buổi tối mà mình mặc giáp nhện đi. Mình đi cho nó. Ôi, nó update mới rồi, tức là mình khi mình mặc đồ vô là nó sẽ bị mất anh em, nó sẽ bị mất cái ô, đúng không? À, mình xài cung là nó sẽ bị mất cái ô nè. Đi. Giờ quá ngon anh em ạ. Giờ mình đi săn đom đóm. Đi săn đom đóm là phải đi lấy đuốc cộng anh em ạ. Kiếm cái đuốc anh em ơi. Đây, đuốc cộng đây anh em ạ. Đuốc mình đợi số 4 đi ha. Áo mình đợi số 2 là mình bơm cho nó dễ anh em hiểu không? Rồi. Đi kiếm mấy con đom đóm anh em. À, tôi nghe đồn là có đom đóm đó anh em. Mình đi buổi tối thì mình nên bật đèn lên anh em nha. Đây cho nó dễ thấy. Giờ em lãnh về là em nên làm gì vậy? Em nên xem stream của Hitchun đi em. Em làm gì? Em định làm gì nữa? Anh thân chi thật. Anh thân chi thật. Buổi sáng thì nó sẽ không có đom đóm cho nên sẽ đi vào buổi tối anh em nha. Theo tôi biết là vậy. Ha, à, con nhện. Nó lượt tôi hoài anh em ơi, ghê quá anh em. Bật đèn lên cho anh em xem mới dễ. Ôi, Long Vũ quá chừng luôn. Long Vũ quá chừng luôn anh em ơi. Anh em đang xem video livestream của Hitchun Team, anh em nhớ để lại một like nha anh em. Cảm ơn bạn Khoa Nguyễn nha. Cảm ơn cháu tôi. Nè đom đóm ở đâu anh em ơi? Làm sao để gặp được đom đóm bây giờ? Tôi chỉ gặp ông không à anh em à. Thôi mình mở vậy đi anh em ơi, tôi mới dễ nhìn. Chứ đẩy cái kia tôi nhìn một hồi chắc tôi xỉu luôn á. Anh em đang xem video livestream của Hitchun Team thì nhớ. Ê, có đồng hồ ở gần đây á anh em ơi. Đom đóm nó có đằng khu này không á? Khu này chắc đảm bảo sẽ rớp up FPS dữ lắm luôn nè. Cái mày tên gì á? Giáo điệp. Ra bờ sông xem có không. Ok mình phước nha. Let's go bờ sông anh em ơi. Ta phải đi ra bờ sông mới được. Ra bờ sông để tắm xong. Hồi xưa người ta hay nói ở chuồng tắm mưa, còn bây giờ mình ở chuồng tắm xong anh em nha. Ây da. Ờ mình nhắn chữ C là nó hiện ra ta. Chữ C là crap. Ê đụng cái gì vậy? Ôi mũi anh em ơi. Mũi. Alo. Mũi. Ôi. Nó rượt. Mũi.
Âm sĩ một game ông ta 250 à Bin ơi. Mua đi Bin, mua chơi với sáu nè. Á mũi anh em ơi, vậy là ngoài bờ hồ, ngoài bờ hồ nó có nước, có nước thì nó sẽ có mũi đúng không anh em? Hợp lý, lại hợp lý anh em nhỉ. Game này, game này theo cốt truyện miền Tây của tôi vậy anh em ơi. Nó được không tha đâu ghê, đúng rồi mũi mà. Thì mũi hả? Bây giờ mình phải đi giết từ từ anh em. Mình phải đi giết từ từ. Đi giết từ từ mình mới biết được mới biết được nó xài đồ gì anh em à. Nhưng mà đúng không? Mình phải đi giết nó mình mới biết nó xài đồ gì. Bây giờ mình bỏ qua khu bờ hồ đi, bờ hồ là thấy quá mũi rồi đó. Giờ tôi sẽ tìm cách giết con mũi rồi mình sẽ giết bằng cái cây đó được không? Mình có máu hả? Kè kè nó kè anh em thấy chưa? Cái đom đóm ông ta, cái đom đóm đúng không anh Phước? Cái đom đóm anh em à. Để mình dầm đi tìm đom đóm đi. Trong thời gian mình đi tìm đom đóm mình đã gặp con mũi rồi. À, tôi không vui rồi đó. Đó nó. Ê ê ê, tôi thấy đom đóm nè. Tôi thấy đom đóm nè. Quá nhạnh anh em ơi. Con này nhanh quá nhạnh này, không phải đom đóm mà tôi nhìn cái đèn đường, tôi nhìn ra con đom đóm. Ráng giết hết chế chế cái khiên ốc cục. Ok. Bây giờ buổi tối rồi. Buổi tối mình không giết nó được. Bây giờ mình đi về nhà nè. Đi về bay mình ngủ một cái đi rồi sáng mai mình chơi nó nè. Đi về bay ngủ anh em ơi. Let's go. Đi bay ngủ đi chứ. Đi không được. Cứ đi đi về mà chết. Đúng không? Đom đóm nó phun axit giống bom ba căng nhà. Ủa vậy Minh Phước chơi hết hả? Minh Phước coi người ta chơi hết rồi, quá buồn, quá buồn. Cả anh em tôi hơi muộn anh em ơi. Tôi không game hơi muộn tại vì tôi lo cày BOWG quá. Mà cũng không tới đâu bây giờ. Đâu, nó không tới đâu rồi, hơi bị sai. Cũng lên trên trường chứ bộ. Ha ha yeah. Ai mà nhìn cảnh đu dây này nhớ hồi xưa. Từ trên cây dừa nhảy xuống em, nhảy xuống tắm sông á, đã lắm. Bình dân miền Tây sông nước mà. Đủ clip nè. Đủ chế độ mới không? Update rất là nhiều anh em, phải nói đây là update anh em hiểu không? Bích update luôn nè. Update luôn đấy anh em à. Còn đóng cửa bằng chế F0 luôn. Chơi game BOWG giết gì vậy luôn. Tắt đèn cho nó bớt lắc anh em ơi. Trời sáng tinh mơ rồi chúng ta phải đi đánh răng anh em à. Đây, từ anh em thấy tôi thiết kế không? Từ bên chỗ đó qua bên này đánh răng một cái nè. Đồ dây qua bên kia đánh răng, y gan như tặc răng luôn anh em thấy không? Thấy vậy mới được. Đánh răng là phải giống tặc răng, tại mình đang ở rừng mà. Cái gì thế? Anh em xem phim có mượt không à? Nếu mà mượt thì anh em đã lại cái chữ mượt cho tôi biết anh em à. Tôi vừa chơi tôi không thể vừa xem cái phim của tôi được anh em à. Tập trung chơi và nói cho anh em nghe, anh em hiểu không? Anh em là nguồn động lực lớn nhất của tôi đấy. Inventory nè, ăn miếng cục, ăn cục thịt nè. Có sức nè, đi giết mũi nè. Này thì mũi với chúng tôi nè. Cái con nhện này mình nhớ mình giết nó rồi mà sao nó còn ở đây ta? Đom đóm chắc tôi nghĩ bên bờ hồ con ếch quá mình Phước à. Thôi nè, tại mình qua bờ hồ bên con ếch kìa. Bờ hồ bên con ếch chắc có thể là nó sẽ có. Dầm đi đi. Đi qua bờ hồ đi. Mấy con bơm mì ăn cái miếng con đỏ đỏ đó. Giờ mình đi qua bờ hồ nha, let's go let's go, cây cỏ nè. Tao quá mà càng có cảm giác mà mình chơi mà mình thư giãn vậy anh em ơi. Hôm nay chủ nhật là cuối tuần mà mình phải thư giãn trên cái trò mà thư giãn vậy mới được. Thư giãn trên cái trò thư giãn vậy nè. Dạ, má tôi nhắn lộn chữ C hoài nè. Chữ ngồi tôi hay nhắn chữ C quá. Hay nhắn quá. Mà dưới nước có gì hết không? Dưới nước không có gì hết nè. Ok, hello Becky Kagi nha, hai Japan nha. Chúc Becky Kagi hai Japan team quản trị viên của Hy Trinh mình tìm có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và bình an bên gia đình nha. Tất cả anh em đang xem video livestream có một cái buổi tối chủ nhật thật là vui và ngồi xem team thì nhớ để làm like, một share, một follow anh nha em. Nói lần này lần cuối không nói nữa nha, mệt lắm rồi nè. Quá mệt. Kê kê kê, bác kia đã dành chọn combo like share cho em nha. Thả lương đi. Hả? Tôi còn mấy có lương nha, bác đội có lương. Ôi lắc kìa. Ôi bãi lên. Thôi nó giật mình. Giật cái mình anh em à. Đâu nó mạnh không ta? Multi-world. Mày hả mũi? Ôi má. Đúng chắc là một con Anofen luôn anh em. Đúng chắc là một con Anofen luôn. Thế xài cái mũi tên này bởi vậy nó bị yếu nè. Đấy 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 đấy. New idea kìa. Đó new idea đấy đấy. Đấy đấy. Cái xài. Ôi. Đấy. Nói nổi gà hết anh em. Nói lần cuối thôi nha. Tôi cũng nói lần cuối luôn nha. Để có lượng nào trả nha. Đó, ơi, chơi được cái gì? Đi analyze coi. Giờ mình giết con mũi xong rồi đúng không? Bây giờ mình giết con ong. Để coi sức đánh của mấy con này nó mạnh tới đâu. Bên đây, nói chung là mũi nó sẽ xuất hiện ở bờ hồ nha anh em. Tại vì ở đâu mà cái nước ủng á, thì nó sẽ có lăng quăng thì nó sẽ biến thành mũi thôi. Nói ai đấy? Bác Hy nói anh, bác Hy nói anh Minh ơi. Quá game. Phải nói càng ngày càng đẹp anh em à. Chỉ nhiêu 250 thôi, chỉ 250 thôi anh em đã sở hữu được một cái game ốc cục rồi. Là ơ
coi cái bông này như cái bông mới đúng không anh em? Ơi cái bông này. Cái bông này như cái bông mới nè, bình thường đâu có cái bông đâu, nói chung chứ chả lẽ nói mày. Cái bông này chặt được không? À chặt được ha. Chặt được đúng không? Quên đem cây rìu. À có đem cây rìu luôn nha. Alright Shadow. Qua chị nè, thử coi. Chặt là mình sẽ phải xài cái bộ skill chặt anh em à. Đây đây là bộ skill chặt của tôi đây. Phải xài bộ này mới được. Rồi cái bông này có gớt cái bông không? Trời ơi gớt gỗ không anh em ơi. Có cái bông hoa hướng dương anh em. Hoa hướng dương. Lô gành của HGT mà. À lương 5k một ngày vì Covid không đi học nên chính thức không lương. À. 5k đô à em. Con rồi mệt quá. Thích nằm. Rồi đem gỗ về anh em lỡ rồi. Lỡ thì cũng phải đem gỗ về anh em. Cũng phải đem gỗ về. Con cây này đi thôi. Kìa ông kìa anh em. Ông thì nó có mặt ông không nhờ. Bây giờ mình chơi con ông luôn anh em ơi. Bây giờ mình chơi con ông luôn nè. Con ông này hình như nó sẽ không đánh mình hả vậy anh em ơi. Nó là kiểu giống như thú là như con kiến vậy nè. À mình bắn nó mới quất mình thôi. Giờ mình sẽ tìm cách quất nó. Quá nó bay xa dữ ta. Bay xa quá anh em ơi. Đã có thú bay rồi. Thôi đi về. Ẵn trên đường gặp đom đóm thì mình giúp đom đóm luôn. Mà buổi sáng thì làm gì có đom đóm anh em nhờ, đúng không? Chắc vậy rồi đó. Sáng thì thường sẽ không có đom đóm. Thôi bây giờ mình đi giết ông đi. Chứ mình đi analyze cái đầu của con mũi. Ôi nghe tiếng tim đập mệt anh em ơi. Anh em có nghe tiếng tim nó đập mệt không? Đây chạy hết stamina cho anh em. Có đâm vào mắt phát nổi đom đóm ngay. Tao nói còn đom đóm chứ bộ. Thích đấm không? Thích đấm không? Mắt thì cơ ghi chơi nhau không? Play đúng bộ. Let's go. Biết chừng nào anh em Minh với Hy mới cùng tôi chơi trò này vậy? À bốn anh em mình chơi mấy trò này vui. Bạn tôi nó đi làm rồi. Đủ kênh rồi đánh người này. Rồi, mình này mình giống như là mình nè. Tôi với bạn là như là đúng không? Tôi với bạn là như là. Tôi với bạn là giống như là người chung một công ty rồi đúng không? Anh em nghe tim nó đập không anh em? Nó ơi full gỗ luôn rồi anh em ơi. À còn này chỗ để nè, còn này. Đây tôi hơi bị giàu nha em, giới thiệu anh em đây là cái kho cái gỗ và lá nha. Nhưng mà anh em nào chưa biết. À thằng bạn tôi thằng này. Nó xây cái này chứ không biết. Nhìn chá mắt thiệt luôn á trời. Nè, tình nó xây xong nó để vậy. Làm rớt FPS, tình đó hết. Đó hết. Nào xó hết. Đó, dịu liền thấy không? Dịu như Diệu Nhi luôn. Thôi ông rồi một con, hai con, ba con. Bắn lên em. Nè, giờ sử dụng tài thiện xạ của tôi nè. Nè. Nó sẽ hay đi hút mặt. Mình sẽ đi giết nó lúc nó hút mặt anh em à. À. Con kiến càng là con kiến càng bò vô hang cắn cái hang nó đau quá trời. Mấy bữa nay tôi bị nhiễm bà duyên phận anh em, tại gần nhà tôi có đám cưới á. Hát bà duyên phận luôn. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Rồi nhìn về tương lai không biết gì đó, tương lai mịt mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai gì đó anh em. À phòng xếp hình đó. Ở trong tù con kiến nó cắn. Con kêu. Làm thơ đi anh em, bây giờ tôi nè. Ở trong tù con kiến nó cắn con kêu hả? Coi gì ta? Phải có kêu mới có người yêu. Ôi! Tại sao bạn mạnh quá vậy bạn? Tại sao bạn mạnh quá vậy bạn ông? Con kêu nó thù con kiến. Vãi. Ôi đẹp quá này mà. Nghe nói đẹp. Đụng cái ba lô. À sao giết được nó đây? Mày phải nhờ bạn tôi nó có kỹ năng giết thú dã man lắm. Tự nhiên cái mũi tên nó bị lắc ở đây luôn. À giờ mình chỉ xài cung đốt lửa hả? Không được no. Từ từ tôi sẽ giết nó cho anh em xem. Trời ơi tưởng gì. Easy nè. Lụm nè. Ôi nó có mặt ông anh em. Ôi ê, chơi bò gì. Ê chơi bò gì. Tao có làm gì đâu. Chơi bò gì hùa tao hả? Tao dụ mày vô hang nhện.
khi xung quanh mình chỉ toàn là lá. Ai à, ai à, à. À. Đốt rừng luôn, lại gáy gọi. Thành chứ. Lại gáy gì mà ông ấy nó chích tôi một cái một chết không? Thì giết được thì mình phải ăn mừng chứ, cái đó gọi là ăn mừng sao bác gọi là gáy? Bác thiệt tình hả? À. Giờ tôi lấy bộ giáp ông chơi nó coi. Biết đâu mình cầm giáp ông nó không giết mình đâu, đúng không em? Đúng chưa nào? Dung đất nè, dung đất. À nó fit lại cái dung đất rồi. Cung tên nó mất tiêu hết rồi. À cái mũi, cái mũi. Cái mũi của nó. Cái mũi gắn chỗ cái đít của nó. À chích. Ông mình đi analyze đi em ơi. Còn cái đó. Có cái chiên ông cận chiến mới ngon. À đúng rồi. Vậy bây giờ mình sẽ đi analyze hai cái món này rồi để coi cần bao nhiêu đồ mũi đây. À có cái chiên mà tao chơi là Tao chơi mày chết luôn. Tao chơi mày chết liền. Rồi đi analyze cái này mà. Thì vô nhớ bạn robot quá. Chắc sẽ có cốt truyện mới á. Để lát mình là đi để chắc hôm nay mình sẽ nhiệm vụ của mình là sẽ giết cái con đó làm cái khiên anh em ơi. Làm cái khiên rồi để coi ngày mai mình sẽ đi qua bên cái khu kia. Mai mình sẽ đi qua cái khu kia để coi cái phòng bát kia nó có sửa không. Thôi. Cái này là chế cái cây ở dưới nè, cây dưới nước. Ủa hết à. Ủa vậy hết à. Ủa đâu thấy cái khiên vậy ta. Chắc phải giết mũi nữa quá. Ủa đâu hết cái chiên gì đâu ta. Giáp ong nè. Này thì chỉ chế được giáp ong thôi. Ô. Đừng nói cái này hồi máu mạnh nè nha. Cái này nó làm gì. Ô. Vậy là đốm đốm có khiên. Ôi cái này hồi máu gì ta. À xích ly mà tay bờ lúc xuống swap rest rangley. Mà thôi tiếng Anh hơi thụ quá. Cái này uống vô để làm gì ta. À cộng máu chắc có thể là nó sẽ cộng. Nó sẽ cộng hơn nhiều hơn này mà. Vậy là cái túi của con mũi. Cái túi của con mũi sẽ giết được. Biết đâu con mũi nó còn. Ủa tôi thấy trên bộ phận con mũi nó còn cái đầu nữa nè. Em thấy không nè, con này inventory nè, còn cái đầu này nữa nè. Cái đầu này làm gì? Đi nướng cục thịt ăn coi. Đây là đốm đốm có khiên. Rồi khả năng mình sẽ lấy cái bóng đèn của đốm đốm anh em. Khả năng lấy cái bóng đèn của đốm đốm để mình giết nó. Đốm đốm thì buổi tối mới có anh em ơi. Phải chịu khó đi rồi, nướng thịt ăn cái này mà. Lâu quá không ăn thịt nướng trong này, lâu lắm, toàn ăn khô không à. Tại biết sao lười á. Tại khô mình còn nhiều à. Khô mình còn nhiều mà đâu có. Lấy bóng đèn vừa quẩy lên nhạc đúng rồi. À, chém chém này nè, đúng không? Chém này nè, chứ sao? Lên lóc là bắt con gà. Lên lóc là bắt con gà. Nè, cái này nè, bộ này nè. Bộ này là đi Ủa, còn món ở đâu ta? Rồi dài cái áo, còn cái nón. À, ơi, mấy cái này mình đi analyze được. Ok. À, đơm đớm ban đêm quan sát giết nó lại kém. À đúng rồi. Hơi căng ha, hơi căng ha anh em. À đúng là cuộc sống càng ngày càng khó khăn không dễ dàng anh em à. Thôi đi tôi đi analyze mấy cái giáp rồi. Còn nó có gì hot không? Rồi cho mũ vô cho nó lướt nhanh như một con gió mà được. Không thích. Không có gì hết. Chạy hối hả? Có gì đâu. Phân tích không ra gì hết. Bây giờ đi giết mũi đi anh em ơi. Giết mũi để lấy máu. Thì chơi máu mới được. Có bình nào uống mà nó hồi nhiều không ta? À đây. Còn cái này nữa. Đây còn một cái chấm hỏi nè. Nhập máu ghê quá. Đấm đấm. Máu thì nó máu. Chứ nó bận gì giờ? Lấy được cái kiếm. Đủ. Ha, cái kiếm này nó xài nè. Tụi má chém siêu nhanh luôn anh em ơi. Chém siêu nhanh luôn. Đủ. Ồ ơi, trái bơm nè, trái bơm đổi lại. Trái bơm đổi lại. À, vậy là mình phải đi lấy cái kiếm. Đi mình. Đi chém máu anh em, chém máu này mình chơi với mấy con mũi. Mấy con mũi, mũi Anofen. À, ông quá bự rồi. Ông bự quá. Ông bự rồi. Chơi không nổi. Kìa. Cắt bộ giáp ong đi, bộ giáp ong tù quá. Lấy cái này theo đi. Giờ mình tung tên nè, không xài tung tên này nữa, cắt vô đi.
chơi, mình phải chơi cùng tên nè. Chứ cùng tên dữ mới được anh em. Lưu vào gao nè. Gao nè. Đồng vũ đâu? À, đồng vũ nè. Arab nè, đồng vũ. Đồng vũ nè. Một đồng vũ, hai cái siêu đúng không? Các nước. That was refreshing. Siêu à, siêu thì à, anh không thiếu. Chỉ sợ em không có thôi. Vô. Vô bên đây, tại tôi đã siêu bên đây nè. Tôi có xây mấy cái phao nổi nè, em thấy không? Bao nhiêu mình muốn bao nhiêu? 10 tức là 10 mà 2 siêu tức là 20, 21, 30, 40 đi, rồi đi. Chơi cùng tên nó chơi đó. Đội cái nón lồng vũ, đeo cái giáp bò, mang cái giáp chân là nhện. Đó, mình phải phối đồ vậy đó, nó mới gạo fit dữ anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của Hi Chun cho mình tìm nha. Em cảm thấy video stream hay thì nhớ để lại cho mình một like. Cảm ơn anh em nha. Tục, em lá lên. Hát con nhện nó cứ khè khè ở đây hoài, nó bực quá. Ra giết luôn nè. Anh em xem cảnh giết nhện chưa? Em coi tôi giết con nhện nè. Rồi hết máu, phải lên. Không được, không được. Chết này chết khơi á. Đơn giản. Em theo đó quá. À ok, mình phút nha. Không, đem theo cụa tơ mới đúng. Tại vì cây cung á, cây cung là sửa bằng tơ nhện. Cung là sửa bằng tơ nhện chứ không có sửa bằng. Làm chế cây mũi tên chứ đi. Cái mũi tên này nè. Ôi, hello Thịnh Nguyễn nha. Sửa cái nón. À, ok. Mũi tên thì chém máu hết ngày nữa rồi. Ôi sao nó cứ giật lắc hoài bực quá. Rồi để sửa cái này. Sửa cái này thì là Amo glue hả? Amo glue trong đây có nè. Ở cái chân hả? Ở cái chân bên đây còn cái nào? Tại đồ tôi nhiều lắm, tôi không có quản lý nổi luôn anh em. Ừ hết rồi. Giới thôi. Cắt cuộn tơ đi. Ba chục mũi tên hả? À, mấy đồ của con Anofen anh em à. Của con mình phải sắp xếp lại anh em à. Để ngồi để cho ngồi xài dễ hơn. Chơi Amo Glue đúng không? Một cái buggy, 4 cái tơ nhện hả? Có buggy hình như 3 đúng không? 3 thì là 6 đúng không? Trời tối nữa rồi. Đáp. Ông nó cắn hai cái, đổ cái giáp anh em. Rồi trời tối luôn mãi chứ. Anh gì? Ở đây lại tối rồi. Ôi. Cái máu mà không có máu này nè. Căng dữ lắm rồi đó. Mấy con thú này giờ hết cần rồi nè. Đã qua cái thời cần nó rồi. Vét lá trong gương. Cái gương máu hả? Trời, cảm ơn mình cúp vỏ nha. Ăn đom đóm. Giờ phải chém máu rồi bà. Chém máu mới xong được đớm được chứ. Có 3, có 4 mình máu sao được. Không được. Lấy nước ra. Sức quyền điểm này nè. Sức quyền điểm này mà. Chặt cây. Nghe giết nhà này mới được. Nó vén vén như này mà thôi. Để cho nó sống đi này mà. Không giết nó lại giết mình nè. Không giết nó giết mình vậy à. Bây giờ mình nó giết nó.
tờ chúng tôi anh em. Tính nó bắn tờ chúng tôi đấy. Nó tưởng tôi dễ ăn lắm vậy. Tôi chủ yếu là tôi cái đồ thôi, tôi chế máu mà. Phải đi lụm lại từng mũi tên anh em. Ủa? Ồ. Hàng gì? Bắn yếu. Tài rồi gao cái gì bắn yếu hay ghê. Kìa. Đốm đốm. Ôi có khi nào đốm đốm bên giường Barry không ta? Tôi mới thấy. Phải quan sát mới biết được đốm đốm nó ở đâu nè. Đi cắt mấy cái rau đó nè. Ôi, thôi. Á, chị nãy văn nhện đây luôn ghê chứ. Chị nãy bảnh ghê, văn nhện ở nhà tôi luôn. Rồi. Để lâu nó đóng màn nhện anh em, đồ quá, đồ để lâu anh em. Đóng màn nhện. Cắt rau vô được. Ai bàn phím tôi nó bị vấn đề nữa rồi đó. Tôi cảm thấy bực mình rồi đó. Ủa sao đồ máu hư quá vậy? Đây. Đi uống nước đi săn đom đóm nè. Săn đom đóm thôi. Coi có đom đóm không nha. Ôi sao cái nút đúp nhắn hết ăn rồi. Sao mà đi đây? Ôi mũi tên văng tới đây luôn hả? Ôi em đợi tôi xíu. Đi qua bên giường buggy anh em. À buổi tối mà đi giường buggy hay căng lắm. Đi không có ngày gì rồi. Mấy con nó bực quá liền luôn. Trời. Sợ quá. Quá sợ. Bật đèn lên cho nó bớt sợ. Qua giường buggy rồi có đom đóm không nha. Tạo gì chơi luôn. Thôi đánh chặt đánh là mình nhặt nữa. Chặt gương lắm. Chủ yếu là đã chống gương chứ. Bên đây. Ôi. Ôi. Anu fan. Anu fan trâu lắm. Ê rồi. Cái nút nút nó có vấn đề rồi. Nữa rồi. Anh em thấy rõ không? Anh em có cần tôi bật đèn không? Lạnh quá anh em ơi, lạnh quá. Lạnh quá. Anh em có thấy sướng không? Bật góc nhìn thứ nhất cho nó hấp dẫn. Cô Buggy không có đom đóm mà ta. Cô Buggy cây nhiều mà không có đom đóm ta. Thôi đi khu khác đi anh em à. Khu khác đi. Tiết kiệm anh em ơi. Đặt tiết kiệm. Mình mới đi được lâu dài. Có khi nó bên khu kiến to thì đi nè. Đang qua khu sa mạc nè. Ông lại hiểu ý tôi đó mình Phước à. À gặp nhành sói chắc tôi ẻ luôn á. Nhành sói là đá trong quần luôn. Đó mới nói. Trời ơi mấy con bọ. Mấy con bọ chứ không phải nhành sói anh em. Mấy con bọ. Tôi ghét mấy con bọ đó hơn gì nữa. Ơ gì vậy? Nhanh. Yeah. Ê. Ơ
Ơi ơi, buổi tối khó dò đường lắm, tôi không nhớ được. Đây có phòng lab hả? Để gắn cái tay cầm vô chơi luôn chứ, bực thiệt chứ. Đồ mẹ. Đi hồi qua tới cửa kiến rồi anh em. Kiến nó gượt tôi anh em ơi. Kiến nó gượt tôi anh em ơi. Kiến nó gượt tôi, kiến nó gượt tôi. Hết rồi, hết rồi. Vô đây rồi, có gì hết. Khu này khu độc quá vậy. Khu này khu độc. It's one of those weird meeples. Chết mẹ. Khu này khu độc, không được, không được, không được. Đi ra cái vòi nước rồi. Đi ra cái vòi nước. Nó kè kè, đấm đấm kè nó. Chạy chạy chạy. Ê ê ê ê. Đi khơi, đi khơi đó. Nó nó. Anh em thấy không? Nó nó. Đẩy đẩy. Trời ơi, một vườn đốm đốm ở đây mà. Đẹp quá, đẹp quá. Ô nhìn nhìn thích ghê. Nè nè. Ủa. Chưa thấy chưa? Nó 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 nè, nó nè. Nó. Nè. Nó nè em ơi. Ơi nó không có đánh mình hả ta? Vậy thì mình đánh nó. Thế thôi. Vừa xong 11 win, WKL mệt WL rồi, hỏi đã mà. Ủa? Trời ơi trời. Easy không, easy không? Easy không? Á, cái game này nó nhặt nó khó ghê á. Giết được đom đóm rồi, giết được ong mà giết được mũi luôn rồi. Thành công quá đúng không anh em à? Mũi tên này mạnh lắm, tại nãy tôi chưa đeo cái kiều gái á. Đi nhặt lại từng mũi tên một. Đi nhặt lại từng mũi tên một, đi về bay thôi 700m vãi cái lờ. Ờ nhặt đủ luôn, ờ nhặt đủ lại 30 mũi tên luôn anh em à. Dân chơi mà dân chơi hỏi tên anh em ơi. Đi về anh em à. Vì vậy sẽ đầy hiểm nguy. À vậy là mình xác định được đom đóm ở đâu rồi à. Không, tôi đoán mà, tôi đoán trong bụng rồi tôi biết. Đom đóm nằm bên vòi nước. Rồi cái buổi sáng mình đi khám phá khu vườn anh em ơi. Ôi trời, trời. What, what the hell man. Ờ làm tôi giật cả mình anh em à. Trời ơi mấy con kiến càng nó bự quá anh em ơi. Mấy con kiến càng nó bự dữ rồi ta. Sao cái chỗ này sao động kiến ta. Cái động kiến nằm bên kia mà ta. Đâu ra cái đồng kiến ở đây ta, đi hồi chắc gặp cái bẫy nhện nữa. Bẫy nhện nó nằm đâu đây nè, tôi nhớ bẫy nhện nằm đâu đây nè. Nhưng mà không sao, tôi lo được. Cả nhện vàng vàng tôi lo tất anh em ơi. Thiệt nhện vàng lo hết luôn á. Nhện xấu gì chơi lại thôi. Đồng hồ rồi á, có đồng hồ gần đây chịu khó tìm mà được. Nhưng mà tôi quá nhiều đồng hồ anh em ơi, tôi có nguyên bộ sưu tập đồng hồ rồi, cho nên tôi không cần đồng hồ nữa. Ta giữ ta sao thiệt luôn á. Về ngủ cái trời trời sáng rồi. Uống nước trái cây cho nó mát. À, đội hình đám được 11 win là cũng gồ đó Thành Nguyễn à. Tôi cũng ước được 11 win đấy. 1 win là chạy giá chốc dãy không? 11 win còn mấy chặng? Còn mấy chặng Thành Nguyễn? Mình chơi phải chuyên nghiệp anh em ha. Mình phải đi trong ban đêm phải có đèn. Có đèn sao đi đúng không? Hay à, cuối cùng cũng về tới nhà rồi anh em ơi. Một chuyến đi thật là thú vị. Thí dụ Bây giờ mình sẽ sáng ngày mai mình sẽ chế máu. Bắt đầu đi săn. Bắt đầu cuộc hành trình đi săn nha anh em. Ăn mấy con thú này. Mình giết hết ông ở đây mà được. Mình gọi giết hết ông cho mấy ông coi. This is awesome. Okay.
lỡ như đó, mình đang chơi vậy nè anh em, cái coi khứa nào đi đi sát mình là sao anh em, à chắc tái trong bụng. Giờ mình sẽ đi đi kiếm máu, chơi thật là nhiều máu mới được. Nhưng mà sáng sớm việc đầu tiên của chúng ta là gì? Đánh răng súc miệng dạng sáng. Chúng ta phải giữ gìn vệ sinh răng cỏ nha anh em. Ở quê tôi á, người ta hay kêu là răng cỏ anh em. Tôi không hiểu được thì sao là kêu là răng cỏ nè. Thôi bây giờ mình đi chặt cây đi. Chặt cây nhặt giá nè, đúng không? Công thức của nó là gì ta? Cây này giá dưới gì fiber đúng không? Không nhớ, mày trước mắt chặt cây này trước đi. Con tôi là mạnh lắm rồi, máu cũng nhiều hơn bình thường nữa. Chứ mấy anh em mà vô mà mới chơi cái bay mới à, tôi đảm bảo là chắc không giết được ngông quá. Chắc chơi cả tháng á. Chơi cả tháng mới giết được ngông á. Nói làm nhiệm vụ để anh lóc mấy cái điểm thôi là thấy đuối như cái chuối rồi. Chứ ồ rồi gãy luôn rồi. Đi 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 đi. Đúng không? Nói làm nhiệm vụ là đuối như cái chuối vậy. Chứ đó mà chơi vũ khí rồi farm đồ rồi các kiểu đủ thứ anh em. Anh em biết tôi chơi được cái bay này, có được cái bay như ngày hôm nay là tôi phải đầu tư thời gian ốc cục mà lại không? Bởi vậy anh em phải ủng hộ tinh thần tôi bằng cách like bay nè, follow bay nè, share video nè, nhớ subscribe kênh YouTube của tôi, tôi có tinh thần. Tôi cống hiến cho anh em hiểu không? Thì bây giờ tôi sẽ đi thôi coi lại cái công thức đó. À fiber đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi analyze cái này với cái này là hai cái mới, khả năng là phải ra cái khiên. Nếu mà ta có cái khiên rồi ta sẽ chuẩn bị chế cái kiếm, ủa chế cái cây kiếm. Cây kiếm anh em. Lộn lẹo, lẹo cái lử anh em ơi, lẹo cái lử. Nó nhanh quá lẹo cái lử. Tém nút luôn cái lử rồi. Đi phân tích anh em ạ. Phân tích, mình phải sử dụng từ phân tích chứ không sử dụng từ analyze anh em. Đúng không mình Phước ạ? Chơi game này là chủ yếu là thư giãn anh em nha. Anh em nào có muốn chơi cùng tôi thì cứ kết bạn tài khoản Xbox của tôi, hoặc là anh em cứ comment cái ID Xbox của anh em ở đây đi rồi tôi search. Chúng ta sẽ cùng nhau vào một hot để chúng ta giết hết thú trong khu vườn này và tìm ông tiến sĩ. Ủa đâu được vậy? Gì? Fly hit lam hả? Là cái đèn hả? Không có miếng chấm than nữa hả ta? À, vậy là cái đèn này là cái đèn mà để đội lên. Đội lên để chiếu sáng anh em, không cần đèn pin đâu, không cần đốt nữa. Như một công nhân đào mỏ này mà. Đâu rồi ta? Có khiên đâu ta? Này là khiên gì ta? Tôi đâu có khiên gì đâu ta. Khi nào đi nhặt không? Tôi không biết cái này là chế ra cây kiếm nè. Này là chế ra bình máu với cây kiếm luôn nè. Đúng không? Còn cái này là chế ra gì đây? Cái áo nè. Cái chấm hỏi nó bây giờ phải đi với con ông. Lấy cái này biết đâu cái này là cái khiên. Cái này với cái hạt dẻ là ra cái khiên đó nè. Thiệt tôi nghĩ vậy nha. Nhưng mà không biết phải vậy không. À bây giờ mình đi chế máu mà đi giết tiếp. Đi. Quyết tâm giết ông. Phím tôi nó ba hồi anh em, ba hồi nhắn nàng, ba hồi nhắn không ăn, chắc là do cầm cáp tay xê quá. Nghe tiếng ông sướng thiệt. Phần là con gái chưa một lần yêu ai nè, nhìn về tương lai mà thấy như sông vọng đường dài nè. Ui nè hả? Ông nghĩ ra nó cho chế cái đèn đeo đầu. Ông biết chi không? Biết chi không? Chế cái đèn đeo đầu là để chi không? Để chui vô mấy cái hốc trong ở dưới nước á. Chui vô mấy cái hốc trong dưới nước á, dưới cái hồ nè, dưới cái hồ dưới này nè. Nó có mấy hốc đó, bữa tôi đi xuống đó tôi lấy cái chìa khóa để tôi mở cái gương ở dưới đó. Mình phải làm một cái gương mới anh em. Cái gương. Để đâu vậy ta? Để đâu rồi? Để bạn mình nó vô nó chửi mình không có gu thẩm mỹ anh em. Vô nó chửi mình không gu thẩm mỹ. Và con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Thằng nhà neo đơn bày con le bóng. Bốn sáp. Bốn hạt dẻ. Bốn sáp à. Thầy mẹ thương em, nhờ người tình sẽ duyên. Chẳng do con yêu phải sống theo gia đạo bên trong. Anh em thấy tôi hát hay chưa? Dầm chém áo anh em. Bác mình đi giết ông nha. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Ủa có mỗi câu đó
chứ đâu thuộc câu nào nữa đâu. Anh em thông cảm nha. Các nguyên liệu mới quăng bên cho anh em xem cho nó mát con mắt, chứ không gì hết trơn á. Rửa cái cùng nhẹ nhẹ cái rồi. Cái đại bắn giữa chừng nó hư chết luôn nè, nó không, nó cắn chắc lòi lờ. Ấy, không không. Còn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. 1 2 3 4. Đều đừng đi đập hạt dẻ, đi đập hạt dẻ anh em ơi. Không nghĩ hả? Bây giờ vậy rồi sao có cái khiên Minh Phước? Ông coi ai? Ông coi ai chơi mà có cái khiên ta? Chung là tôi chơi anh em à, tôi chơi game đó nha, tôi không có lên YouTube, tôi xì bòi trước. A đu. Má bây giờ cái cây này nó không cho đập luôn rồi. Tôi đi lấy cây búa. Bình thường á, bình thường là mình lấy cây búa mình đập được. Bây giờ lấy, ủa bình thường mình lấy cây cấp 3 mình đập được, bây giờ mình lấy cây cấp 3 nó không cho đập luôn anh em ơi. Có nhiều cái mới quá anh em ơi. Chắc một rác ra phải dịch hết anh em ơi. Chung mà chưa mình chơi, chung mà chơi trải nghiệm cho anh em xem á. Chứ nếu mà chơi 4 hàng 1 hot chơi mà trò chuyện nổi là vui lắm. Tôi nghĩ giết ông lấy bộ phận còn lại mới có khiên. Ok. Let's go, let's go. Mà con gái nha, tiếp tục nha anh em, phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Tôi sáo luôn, tôi sáo. Nè, tôi quét mày, mày chết rồi mày. Mấy con bò này dễ thương lắm. Chúng ta không nên. Ôi, ôi, ôi. Ủa hạt dẻ. Hạt dẻ bây giờ đập một cái nó không ra thức ăn nè. Đùa tôi chắc. Yeah. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Chê tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Phần nhai nêu đơn vì con le bóng. Ôi hát sai anh em ơi, hát cười, hát cười à. Không được, không được. Chúng ta nên, nên hạn chế hát anh em. Bây giờ mình đang cầm mà mình không muốn cầm nữa là sao ta? Quên luôn rồi. Thật thối luôn rồi. À bảo rồi nấu miếng thịt ăn mà để quên từ tối hôm qua tới tối hôm nay, bây giờ nó hư luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái tiếp với full nè. À quên, đi đập, đi đập, đi đập. Mấy cái này mới có à, cái này. À, à, cô ơi quay nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Tao có một thằng bạn khá là bản lĩnh. À đó, mấy bà đó thuộc dữ lắm luôn mà sao giờ tôi quên chân luôn, tôi cũng biết làm sao luôn. Nó hụt lắm luôn á, đó là hát gáp không đó anh em. Bắn gáp sạc 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 luôn á. Đã nguyên liệu mới vô đây. Mỗi bản update là mình sẽ tích nguyên liệu mới vô đây. Đẹp quá anh em nha. Đẹp thiệt. Giờ mình đi đây. Giờ mình đi lụm lá. Lụm lá để chế máu anh em ơi. Chế nhiều nhiều đi. Chế cỡ 30-40 bình đi để mình hết cái mình về mình lấy. Chứ mỗi lần mình hết cái mình đi chế quá trời đạn quá anh em ơi. Ờ à, vậy là anh em ơi, hình như là cái cây bông mà cây bông bột công anh nó vẫn còn, tưởng cây bông bột công anh nó mất tiêu chứ. Đây cái này nó vẫn chưa update luôn nè Minh Phước. Cái này nó vẫn chưa update luôn. Một mũi tên trúng hai con nhện. 17 rồi đúng không? 18 nè. Này mới có 4 à. 19 nè, 20 nè, đủ nè. Đặt lá hết. Lá hết. Thích không? Còn là con gái chưa một lần quay, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Dòng đường dài. Dòng đường dài. Còn phải full nữa rồi. Rồi à, thôi. Uống tí nước cam, uống nước trái cây rồi này. Quá nhiều đồ. Quá nhiều đồ nên chúng ta phải đi cắt đồ. First and Spider and Touch. Ôi là, chào tôi đang bà chơi là cáo đẹp nha anh em, giới thiệu cho anh em là nếu anh em nào chưa biết. Ây da, thật. Phần là con gái chưa một lần yêu ai. Nó cục đẹp mới nha. Lạ. Khi mà mình mệt á anh em. Khi mình mệt là nó sẽ, khi mình sẽ đập thật. Cũng im chứ bộ. Thôi mình phơi khô đi. Phơi khô đi chứ mình nấu nhiều quá mình ăn không hết. Con gái chưa một lần yêu ai, chê tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Vô, tiếp. Giờ mình đi chế thôi. Giết mấy con ong này mới được. Em lại bây giờ mình đi giết mũi trước chứ.
chiếc mũi trước, xong mình lấy cái bình mà của con mũi á, mình chế thành cái bình máu, mình uống cái bình đó một lần cho nó sẽ cooldown, nó sẽ cooldown nhiều hơn là mấy cái bình smoothie. Tại vì mấy cái bình smoothie hồi hình như có nhiêu 15% máu vậy. Ôi đi nhặt lá để chế máu này mà 20, này 20, cái này 20, còn 20 cái mầm nữa này mà, cái giá đó, cái giá tôi kêu cái đó là cái giá, giá nằm bên kia nhiều lắm mà thôi, xa lắm, bên kia nó xa lắm anh em. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài hết. Rồi mình lấy lại nè. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Ôi hết à, mặt quá. Em thử rồi comment một bài hát tôi sẽ hát cho anh em nghe. Tôi hát cũng được lắm à, tôi hát không được hay nhưng mà được cái hay hát anh em. Cái dụ mình mũi ngoại nhiều lắm đúng không, nghe nói mũi ngoại nhiều lắm đúng không. À, sẽ giết tụi bay. À, hình như mình không có đem máu vậy. Đúng rồi, không được, đi về. Cái đi cà sạch hoài, phím đúc, cáp lắm. À, có một giọt nước nằm trên đất. Hấp liền. Đây anh em đợi tôi xíu, tôi tháo cái cọng dây bằng cáp này ra, tôi gắn lại cho anh em. Tao gắn lòng nhà cái nó bị gì hay bị vậy. Phần là con gái chưa một lần yêu ai. Hey. Cái máu này mà, cái máu xong rồi giết ong, lấy cái kia cuối cùng luôn nè. Để giết được con đó. Cái con ong này đâu. Phải chết. Mình à, chút mình xài cái bộ kêu nào cho nó. À. Đã review là té xuống. Rồi, chết. Được rồi. Đúng mát. Giờ tới lúc này nhắn không ăn. Tới lúc không mặc kép nhắn không ăn lại cái liền này chứ. Cái máu hơi chậm. Gì ta? Không phải mình đã được mười luôn ha. Đây sinh tố rồi nè, cái này đang xây sinh tố. Nó nhìn cái mấy cái cỏ này nhìn giống như mấy cái rau gì nữa ta, cái rau gì tôi quên mất tiêu rồi. Còn lá này thì lá bèo rồi, lá này là lá bèo. Trời này mấy con ong thối tha. Sao tháo ra ghim lại cái tới nút khác không ăn ta kỵ ta. Chắc do cổng kết nối anh em, anh em. Ây da. Giao giúp cái. anh em đợi tôi xíu nha, để tôi đổi cái cổng cái. Là con cái. Lại. Cái cổng đợi ở ngoài á. Ủa cái cổng đợi ở cổng sau máy tính đây nè. Ủa thức ăn đúng không? Tùng đúng không? Giờ này mày kỹ trời. Bắt nén. Thì anh em khoan em đợi tôi xíu. Sao ngoài tôi nhắn được mà. Phải cái liền vậy, nhắn số 1 không được luôn. Thank you.
phần mà Elite với phần mà cái phần mà chỉnh thì chứ cái ngôn ngữ của máy tính ở đâu ta? Em đợi tôi một xíu nha. Cái tên hả? Bình thôi được rồi nè anh đi anh hay giỏi em rồi anh chu nè kệ đó nè tối luôn rồi tối luôn rồi thôi đi ngủ luôn đi ngủ sáng với đồng luôn anh em ơi sáu ghi anh em từ nãy giờ nha anh biết à hey Billy sao anh hay giỏi em vậy. Thì đánh gần với dàn sáng xong lên giết ông. Ông là đẹp. Rồi, let's go. Để chỉ có giết ông rồi. Để chơi được cái khiên rồi, không chơi được cái khiên là bó tay. Ôi, á thạch ngủ qua đêm tối nữa rồi. Chết thiệt nha. Nhìn mấy cái mốt nhìn đảo. Nhìn mấy mốt nhìn tiếu quá lời. Ông nó chưa thức dậy anh em ơi. Ông nó chưa thức dậy nha. Rồi rồi rồi. Rồi xíu nữa chắc bị dính trong nó luôn á. Anh em đợi tôi xíu, tôi đi toilet cái này mày. Tôi anh em nha. Giết hết mấy con ong nó mới được. Để nó tồn tại trong cái thế giới này. Đồ chơi đó. Ê đại đại nó lại
hút hút mặt cái này ra. Ôi. Một lát. Đẩy lên. Thôi. Mấy mũi tên, 5 mũi tên của tôi rồi. Bình thường, rồi nó đi đâu luôn rồi. Dậm tên lại anh em ơi. Dậm tên lại. Bắn quá yếu. Phải xây cáp dụ nó tới. À. Này hả? Lùa cáp đúng không? Cái mẹ cái gì vậy? Ngoài. Đúng rồi, mình phải xây cái cáp. Đúng rồi, hợp lý. Mình Phước là hay quá rồi. Hay quá mình Phước ơi. Đặt cái này đi. 4 bồng 4 lá đúng không? Hoa còn không biết nữa. Hello anh em ơi, chào mừng anh em đến với kênh stream của Hiệt Chung Ngâm Minh Tim nha. Anh em đang xem video live stream của Hiệt Chung Ngâm Minh Tim thì nhớ để lại cho mình một like nha anh em. Mình sẽ xây cái trap ở đây để mình dụ mấy con ong lại chơi được nó chứ. Đấy đấy đấy, lại thơm đúng không? Rồi rồi, đại ong anh em ơi. Sẽ thêm, sẽ thêm. Thêm. Sẽ thêm cái này mới được. Còn 4 lá. Nó cáp nhóc đó. Có lại đâu. Thì 2 cái thôi nha, không xài nhiều đâu, tốn hoa lắm. Bạn ơi, stream gì tầm này? Ông bạn ơi, nhậu kiểu gì bạn ơi? Tôi với bạn cách nhau cỡ 4 tiếng chạy xe mà sao nhậu bạn ơi? Bạn phải đồng nét cho bạn mình có động lực đi bạn ơi. Gửi 1000 sao đi Chí Nguyễn ơi, cho có động lực ơi Chí Nguyễn ơi. Tôi đặt khoảng 1702307739 đó. Tôi sẽ chát nè, có thấy không? Con này nó ở đây hả? Tôi giết nó luôn á. Bình thường thấy nó nhiều lắm mà ta. Hồi nãy thấy nó nhiều lắm mà sao giờ thấy nó mất tiêu rồi. Nãy thấy nhiều lắm luôn á. Ngon. Con này bạn ơi, bạn phải comment cho tôi có tinh thần stream bạn ơi. Rồi. Kêu bên kia coi có con nào thu lại chưa. Hình như nó biết bông giả anh em ơi. Nó không lại gì. Tìm đúng ổ mới nhiều. Thôi tìm đúng ổ sao chơi lại nó. Kìa. Không, mình phải chơi nguyên quẻ mới được Minh Phước ơi. Mình không có chơi nguyên ổ được. Nó đánh đau lắm, đánh tôi cái một là hết máu rồi. Nó sẽ thường đi hút mặt những cái cây cái cây bông vàng vàng á. Từ từ. Gì á? Con gì dưới này á? Ôi anh em để ý không, nãy giờ tôi không thấy con nhện sói nào luôn á. À con chim nó mới đậu anh em ơi. Rồi bạn tôi nghe tôi kêu đông nét rồi nó đi ra luôn rồi. Quá buồn. Rồi nha, từ từ anh em, cái gì mình phải từ từ anh em ơi. Ủa nó ở đây đúng không? Được không? Được rồi. That was refreshing. Đã, dính. Ê. Chích hả? Chích hả mày? Chích với chúng tôi nè. Chích với chúng tôi nè. Chích với chúng tôi nè. Đó, có cái gai. Có cái gai, có cái gai. Có cái gai, có cái gai. Đâu, con nào nữa? Con nào nữa? Mày hết rồi, hết rồi. Nó còn có 18 mũi tên nè. Đúng ghê, né không kịp rồi đây, chắc nó chích nè. Chích, chích 3 cái liên tiếp luôn mới ghê chứ. Đi analyze hả anh em ơi. À,
không? Giết con ong không tốn giọt máu luôn. Không, mình tăng sức đam mà, mình tăng cái sức đam của mình á. Tại mình tăng bộ kill á, đánh nó mạnh hơn. Kiên, Kiên con ơi, coi có cái gì nha. Có gì hết đâu. Thì cái này chơi được cái này không à, cái chọt á. Là không có khiên đâu ơi. Này là hình nạm. Thôi không có khiên đâu ơi. Miễn phước vụ tôi à, miễn phước ơi. Giờ còn con mũi nè. Con mũi là còn, để coi để với con mũi coi nó có bộ phận khác không. Chứ con ong mà coi như là tôi lấy lòng với kim tim đó đó. Giờ để kiếm con mũi nữa là xong rồi đó. Không có cái khiên này, có được cái kiếm này mà giờ mình giết con đi giết mũi. Lấy chế cái kiếm chém chơi. Ê, ta này. Nó tìm đập hành thành thật rồi, update mới sướng cả. Có cái khiên mới nói chứ. Mà trong đây không có cái khiên nè ba. Cái khiên hả? Trong gáp tôi nè. Trong vũ khí chế bằng cái ấy nè. Cái khiên hả ta? Đi qua giết con mũi đi, qua đi kiếm mũi đi. Ăn mũi đi, ăn mấy con Anofen đi. Đom đóm là coi như giết mấy con ba con rồi đó. Là nó cho có hai nguyên liệu thôi. Là cái nguyên liệu là cái mà nó bắn xịt xịt ra nè. Với cái cánh của nó. Kỹ ta. Giết mấy con Anofen này nè. Bên này có ong nữa nè. Kìa thấy không, con ong nè. Con ong nó thấy cái bê cáp này nó bay ra đây nè, thấy không. Lại thích thú này. Chơi gì chơi hội đồng hả Minh Phước. Ảnh thì solo 1-1. Nó hồi máu cây. Mày giáp tôi còn yếu. Mặc nguyên bộ giáp giáp bọ thì nó chậm lắm. Trời, con kiến vừa giết con bò. Hội đồng tập thể. Ôi còn có hai mũi tên nè. Nói chơi 1-1 tao không sợ ai. Cách giết nó không cần sẵn tên. Trời, hai con đau quá. Đau thiệt anh em. Hai con đau quá. Tôi chơi thêm cung tên. Chơi thêm cung tên để chạy qua bán. Mấy giờ rồi? 2 giờ rồi. 2 giờ trưa đúng không? Chơi hội đồng tôi. Hội đồng sao chơi lại. Nó chết đau quá. Rồi. Phải 2-3 người. Phải 2 người. 2 người thì mình chơi được đúng không. 2 người mình có thể giết tới được. Chứ một mình hai con nó chết. Tại vì một con nó chết 3 lần đúng không. Nó chết chúng mình thì mình còn cũng được có 30% máu. Mà thêm con kia chết nữa thôi, chịu sầu thấu anh em.
Bởi vậy mũi quá chừng luôn mà, không cho cái khiên. Có cái khiên mà che có mũi chứ. Không lẽ giết con nổ. Không, con nổ nguyên liệu tôi có mà. Tại vì nếu mà nó có cái khiên á là con nổ tôi đã giết rồi đúng không? Game đâu mà gáp dữ. Một bầy khó chịu quá. Bầy khó chơi quá. Chơi riêng lẻ mà được anh em ơi. Mình phải ăn riêng lẻ đó. Ôi nó má. Ôi, nó hút mình đó anh em, nó chích mình đó, nó hút máu dữ hơn. Ôi, con này bắn mũi tên Long Vũ nó lại bị mất ta. Bắn mũi tên Long Vũ thì nó lại bị mất. Ra mình đang. Ôi, tôi cay thiệt chứ luôn á, tôi cay thiệt anh em à. Tiếp tục anh em ơi, bật máu vô. Giết một con nổ xem biết đâu nó biết đâu có nguyên liệu từ nó. Ok, đã tôi chạy qua bọn đây, tôi đang giết Anofen để tôi tìm giấy cây kiếm thôi. Phải giết lẻ mà được. Có tên nổ không? Không. Có tên gáp à. Mấy thằng con nó đang làm gì với nhau ta? Thằng con này đang đấu kiếm này mà. Đấy, từ từ đây. Mẹ nó bay lại. Bắn tên ga nó bay. Con nào ngủ mới bắn tên ga được. Nó gần chết rồi. Nó gần chết rồi mà không giết được nó. Chích vô đầu. Hay thiệt. Á, nó chích một cái. Chết ngắt luôn. Đi về mới được. Chịu hết nổi nha. Ăn thiệt. Nếu mình bắn nó gần chết rồi. Một cái nữa, đánh trúng nó một cái nữa là nó chết rồi. Chỉnh góc nhìn thứ nhất chơi nó. Đánh nhau với mấy con nhanh phải xài vũ khí tốc độ hoặc tầm xa. Thì đang giết nó để lấy cây kiếm nè. Hai. Đủ rồi đó. Chị chế cây kiếm luôn. Chế cây kiếm. Tao không xài thương. Thương yếu lắm. Cái này mạnh nhất mà. Này. Muốn xài thương thì xài thương. Tha được. Mà tính theo sát thương thì tôi xài cây cung là mạnh nhất rồi. Cây cung tên Long Vũ là mạnh nhất rồi. Cây cung với cây này combo ngon. Cây này nó có chón đúng không? Mấy cây kia nó không có chón. Mạnh mà đánh chậm. Ừ đúng rồi, mạnh mà đánh chậm. Thôi mình chế cây kiếm anh em ơi. Cây kiếm mà chắc ra tôi qua tôi giao chiến với nó xong rồi chắc tôi up stream nha anh em. Qua Nemo này mà. Cảm ơn anh em đã xem video live stream của chương trình tìm nha. Chế cây kiếm này. Cây cung này, cây này. Tùy tình huống. Thì tình huống nãy tôi cũng tùy tình huống đó tôi mới không phải cứ phụ tâm là không. Thì nãy tôi bắn được một cái tôi đánh nó trốn thì tôi móc cái cây này ra tôi giết nó luôn. Tại thường tôi không có quen xài thương. Hai cuộn tơ nữa hả? Giờ chế độ phải có tơ. Mà trong khi đó tơ là mình đã chữ trước khi đó rồi. Tơ mình đã chữ rất là nhiều rồi. Đấy. Ây da. Đấy. Trời ơi. Cái kiếm này nè. Đây. Đam như cứt cả. Không, đam này nó nhiều gấp 3 lần mà speed. Speed của cây kiếm gấp có 2 lần chứ nhiêu. Má nhìn cái cảnh móc kiếm à anh em coi móc kiếm à. Kiếm. Kiếm sống chém mà đâm ba. Ủa. Thương mới chế luôn.
Cây thương chơi, cây thương có sẵn mà. Cây thương này lúc mình rút trong căn của con khủng long ra. Cắt đồ bớt mà được. Áo quá trời đồ hư rồi. À, hư nè. Cấp hư nè. Cấp hư. Ăn cắt bớt đồ. Tên nè. Tên nè. Nói thiệt căng thiệt luôn. Thôi, clip anh em ơi, thôi nay mình kéo điện tới đây thôi nha anh em. Ngày mai mình tiếp tục ha. Mày nhưng mà ngày buổi trưa tôi có stream đá FIFA thì tối tôi chơi kéo điện. Anh kiếm đi anh mũi thử. Ok, ok bác này nha. Đi ngủ nha, đi ngủ đi đánh mũi. Đi ngủ rồi đi sửa đồ nữa mới đi đánh mũi được. Đi sửa đồ mới đi đánh mũi được. Đúng rồi, chơi bác Thi nha, chơi nha bác Thi. Bác Thi cứ cầm anh trên đây đi bác Thi. Má cái bàn phím này tôi bực dữ ta. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Má nhìn đeo nhìn đeo cái này chứ đeo cái kiếm chứ đeo cái mặt nạ của bọ cánh cứng nhìn giống như là mấy võ sĩ đấu kiếm pháp ra nè. Kiếm đấu trong nhà anh em. Kiểu à. Kiểu vậy ngon. Hay vừa là lấy đồ nào mà xài được không? Nó giáp bọ hư hết luôn nha. Còn được cái nón nè. Cắt giáp nhện luôn đi. Cắt nón nhện luôn đi. Đeo full bộ giáp bọ coi. Cắt giáp bọ rồi. Đây còn không? Đây còn nón không à? Phải rửa sửa hai này nè. Sửa hai cái này phải chế thêm cái ammo rồi lưu rồi. Cái super đúng không? Sửa mấy giáp này là phải super ammo rồi lưu là phải có super ammo rồi lưu là phải Curry với nhện hả? Á không biết còn tơ nhện không nữa. Rồi hết tơ nhện rồi. Hết tơ nhện rồi mấy bạn ơi. Nó buồn dữ vậy đừng nói hết nha. Đừng giỡn nha. Vậy em vui không? Hết tơ nhện thiệt. Ý kiếm đi đánh thử. Thì mình lấy cái chân nhện đi. Dạ. Lấy cái chân. Chân nhện đeo thử. Chân đeo đi. Chứ bây giờ cái chân này nó. Chân này nó bị hư rồi. Còn cái chân nào luôn hả ta? Thầy chị luôn hả? Mày cũng có giáp à? Không được. Đeo đỡ này mà. Đeo đỡ nha. Chơi. Đi. That was refreshing. Thầy thương đúng không? Đi. Thương. Kiếm luôn. 1v1 thì chơi được. Nè nó chích đào lắm mà nè mà. Hey, nó nghĩ sao cái kiếm mà nó chọc vậy? Sao nó không làm chém mà nó đi chọc ta? Chơi hoạt động chơi mày bản lĩnh mày chơi với tao á mày.
hai con sao tôi chơi lại anh em. Rồi cái ba lô đâu vậy? Cái hai con chém lại đâu? Bắn cung là an toàn nhất. Đúng rồi, bắn cung là an toàn nhất. Thế mà hai con làm lại. Thật, hai con làm lại. Chưa đủ trình anh em ơi. Chưa đủ trình luôn, thiệt luôn. Thôi anh em, tôi sẽ record cái đoạn này up lên YouTube nha anh em. Anh em có gì lên YouTube xem lại nha anh em. Tại vì em nhớ lúc mà xem á, anh em nhớ bật 2x nha. Tại tôi up cái lát xít thì để cho mọi người coi nó dễ hơn. Còn nếu mà up 2x cho anh em xả nữa thì nó sẽ nhanh lắm. Nó sẽ up bình thường ha. Thôi đi về anh em ơi, chịu hết nổi rồi. Chứ chuyển qua Nemo anh em ơi. Em nha. Và mình sẽ trải nghiệm tiếp, mình sẽ giết tiếp mấy con này. Vui lắm, hấp dẫn qua liền. Dụ nó vô cái lon, đánh chắc ok. Đù, hấp dẫn. Thử coi, coi còn bao nhiêu cung nữa nè. Rồi thử cái nữa chết, cái mình bỏ cái phần đó, mình xem cái phần kia thôi. Để tôi vô cái lon trước nè. Tìm cách vô cái lon. Không biết nó vô cái lon được không. Biết nó vô cái lon được không. Cái đâu vậy? À chắc nó vô không vừa đâu nè. Ôi, nó bị kẹt trống rồi. À mày bị kẹt ở trống hả? Ba lô rồi mình ốp anh em à. Không được, không được. Chạy. Tính đường mình vô ai ngờ nó vô luôn. Ừ mà nó vô xong nó chết cái chết liền luôn. Để hiểu luôn. Một cái một ta, kỹ ta. Không có thêm được cái thứ hai này mà. Alex Fan à, hello Alex Fan nha. Nó bị lắc. Nó vô đó chắc giống như là, giống như là nó vô nó giết mình ở trong đó luôn anh em. Cỏ cây hoa lá. Cây hoa lá. Má à, giờ sao đi nhặt ba lô đây. Sao đây. Mấy mũi nảy mạnh kinh. Mặt full dắp bỏ mà chớm lại đó ta. Không, chưa full. Để ngày mai đi vô mình làm cái là đi farm cái gì nè. Ơi đụng á. Ây da, chơi bời cứt gì bạn ơi. Mày rủ hai con lại bạn ơi. Má nó gượt đéo tha luôn. Ôi nó gượt đéo tha luôn kìa anh em.
kiếm hộp bích ai chơi lại. Đúng rồi, thôi. À đây đây, có một lẻ nè, một lẻ nè. Lẻ nè. Nè, thời ta sẽ giết được mày. Ôi. Yeah. Nó lội nước hồi nó mệt anh em. Cuối cùng mình đã giết được nó rồi. Thấy không? Mình phải quay lại mình cơm bắt với nó chứ. Đấy đấy, còn con đúng không? Muốn giết luôn. Giết luôn, không chừa, không chừa. Mày. Tao uống miếng nước, ăn miếng bánh, cái tao chơi mày liền. Tiêu diệt ba con mũi. Đó. Chơi với anh lại à. Ôi. Ôi nó chích một cái một. Ôi, anh em thấy gì không? Nó chích một cái một luôn. Tao hiểu. Ôi. Ôi nó chích giống như là nó dồn sức vô nó chích một cái một luôn á. Kim thiệt chứ. Chơi vậy ai chơi? Tao không thấy nhện sói ta. Chúng ta phải đi kiếm nhện sói quá. Thôi đi làm ba lô lại anh em ơi. Thì tham là thăm mà, bởi vậy đừng nên tham anh em ơi. Giết được con được rồi. Giết hết bầy mũi của người ta sao người ta sinh sản không biết nữa. Bởi vậy game búp mấy con này quá mạnh rồi, phải có giáp khác mới chịu nổi. Hoặc không. À, chơi được à, tôi không có kỹ năng lắm anh em. Có nhiều người ta gồ á. Ôi đúng á. Ôi ôi. Má cuộc sống thiệt bế tắc luôn. Ở trên gặp mũi, ở dưới gặp nhện. Sống riết, không biết làm sao luôn. Quá buồn anh em à. Thôi mình về bay, mình sell game rồi mình up stream nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video stream hay chung game team chào chủ nhật ngày hôm nay. Và chúc tất cả mọi người có một buổi tối ngủ thật là ngon nha. Còn anh em nào xem nữa thì cứ qua Nemo nha anh em nha. Tôi chuyển qua Nemo ha. Mình chỉ ra là 10 phút mà 11 giờ mình sẽ on Nemo nha anh em. Cảm ơn anh em nha. Và tôi ngày mai tôi sẽ up clip này lên YouTube nha anh em. Anh em nhớ like kênh YouTube và ủng hộ tôi nha. Anh em ngày mai với chờ gặp được tiếp. Ngon quá, ngon quá. Tôi quyết tâm tôi sẽ giết hết mày mũi hết mày ông nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video live stream. Bye bye. Bye bye anh em nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Bye bye. Mọi người chào tôi đi nào. Tôi đợi mọi người chào tôi đó. Bye mọi người nha.